Xin chào cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Theo ai mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tắt làm mới ứng dụng ở trong nền ở trên cái chiếc điện thoại iPhone nhé mọi người nhé. Khi mà chúng ta thực hiện cách tắt làm mới ứng dụng này đi, thì là giúp cho chúng ta đỡ tốn dung lượng bài hơn nhé mọi người nhé. Khi mà các bạn sử dụng 4G hoặc là 5G hoặc là cũng có thể là giúp cho chúng ta cái điện thoại của chúng ta tiết kiệm pin hơn nữa mọi người nhé. Đầu tiên ở trên cái chiếc điện thoại iPhone thì các bạn sẽ truy cập vào phần cài đặt cho mình nhé. Giờ ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống Các bạn sẽ tìm đến cho mình cái phần ứng dụng nhá Hiện tại ở trên cái phiên bản iOS 18.1 Thì nó sẽ có cái phần ứng dụng như này nhá Mình sẽ chọn vào này Rồi lúc này các bạn sẽ chọn đến cho mình Cái ứng dụng mà chúng ta muốn tắt là mới ứng dụng trong nền đi nhá các bạn nhá Thường thường thì các bạn hay tắt với cả ở những cái mạng xã hội như là Facebook này hoặc là Zalo thì các bạn sẽ chọn vào Facebook cho mình nhé giờ ở đây nó sẽ có cái phần làm mới trong nền thì mình sẽ tắt đi nhé mọi người nhé có nghĩa là khi mà cái ứng dụng Facebook của mình nó chạy nền như thế này khi mà mình thoát hẳn ra bên ngoài như thế này thì nó sẽ tự động cập nhật ở trong nền cho mình nhé đó thì mình đã tắt nó đi đó bây mình sẽ quay lại tiếp nhé và tương tự như cái ứng dụng khác cũng như vậy ví dụ như ở đây mình sẽ tìm đến những cái ứng dụng khác chẳng hạn như là Zalo nhé mọi người nhé đây mình sẽ kích vào Zalo này thì mình cũng tắt làm một ứng dụng trong nền đi nhé mọi người nhé Tiếp đến thì những cái ứng dụng xem phim cũng tương tự nhá mọi người nhá. Đơn giản như là YouTube này. Đó thì mình cũng tắt nào mới ứng dụng trong nền đi nhá. Ok rất đơn giản như vậy thôi và sẽ giúp cái điện thoại của chúng ta uh, sẽ đỡ tốn pin hơn hoặc là cái điện thoại của chúng ta đỡ tốn dung lượng k khi chúng ta dùng 3G hoặc là 4G, 5G nha mọi người nhé. Ok thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tắt làm mới ứng dụng trong nền uh, những ứng dụng ở trên cái chiếc điện thoại iPhone nha mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và út cho mình một like đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.